Hi, xin chào mọi người đã quay lại với kênh Vê Trần Vlog Nhật ký Cuộc Sống Mỹ. Mọi người ơi, cái video hôm nay thì mình sẽ đi chợ mua đồ xem là bị cháy hàng như thế nào nha. Thì mọi người hãy cùng đi với mình nha. Mọi người ơi, hôm nay mình có thời gian mình đi chợ. Thì hôm trước nghe, tuần trước thì nghe mọi người nói là nước với lại gạo thứ là cháy hàng, nhưng mà bữa nay mình đi thì thấy nhiều hàng lắm, nhưng mà nó cũng chỉ cho mỗi người được mua có 2 thùng thôi mọi người nhé. Nhiều nhưng mà nó cũng chỉ cho người ta chỉ cho một mình được mua được mỗi người 2 thùng thôi đấy. Mình quay cho mọi người xem. Mọi người ơi, bữa nay mình đi chợ mà hàng vẫn còn nhiều, không có hàng đồ ăn vẫn còn nhiều lắm. Người ơi, một cái chỗ này là hôm trước người ta để giấy, nhưng mà hôm nay là không còn một cái giấy, một cuộn giấy nào hết nữa mọi người. Đấy. Nước thì còn nhiều nhưng mà giấy thì không còn. Người bên này người thay đổi chỗ, người ta cho nước vào đây hết rồi. Đây là nước trái cây. Đấy. Các bạn ơi, hôm nay mình đi mua nước với lại mua giấy, nhưng mà nước thì có nhưng mà giấy thì không còn một cái nào hết đây. Bây giờ mình sẽ đi sang chợ Mỹ để mình mua đồ và mua giấy nha. Đây. Mọi người ơi, mình vào cái chợ Mỹ này thì cái giấy còn mọi người nhé. Thì giấy còn. $3 và được 6 quận này. Các bạn ơi, hôm nay mình đi mua giấy không thôi. Cái chợ này, chợ Costco thì mình đi không có. Bây giờ mình sang cái chợ Lucky thì nó có giấy. Mình mua 5 cái. Mọi người ơi, hôm nay mình mua đi chợ lúc nãy Costco mình mua cái con gà về. Mình ngồi ăn gà với tâm sự về virus corona 19 nhá. Đây mình đĩa. Đó. Cho mình chấm với cái tương nhá mọi người. Nó nóng ngon lắm mọi người. Nhìn như con gà to quá. Mình ăn với cái cà rốt mini mà. Mình chấm với cái sốt cái này cho đỡ ngán. Cái sốt này nó nhỏ nhỏ, ăn ngọt ngọt. Còn chấm với cái sốt rác này nó lại béo béo. Rồi cái sốt trắng này. Đấy. Nó béo.
Ngon. Cà rốt ngon lắm mà. Ngon ngọt, bùi bùi. Mọi người hôm nay mình đi chợ, hôm nay mình đi mua giấy với mua mua nước, nhưng mà cái giấy thì nó không còn, chỉ còn nước thôi. Nhưng mà nó mấy hôm trước thì mình nghe mọi người nói là cái dịch này mọi người đổ xô đi mua gạo, mua giấy rồi mua nước thì nó không còn. Nhưng mà hôm nay cuối tuần này mình mới đi được thì hôm nay mình thấy là nước thì nó về nhiều lắm, nhưng mà giấy thì không còn một cái nào hết, cái chợ Costco nó không còn một cái nào hết. Thì mình lại phải đi sang một cái chợ Mỹ khác thì mình cũng mua được. Đấy, còn nước thì nhiều nhưng mà người ta chỉ cho một một người được có mua có 2 thùng thôi. Và bên đây là thế. Đấy. Còn ở tiểu bang của mình thì tiểu bang khác thì mình cũng không biết. Nhưng mà tiểu bang mình thì cũng mới có một trường hợp nó bị nhiễm nhưng mà người ta cũng cách ly rồi. Còn nghe nói ở New York gì thì cái trại viện dưỡng lão ấy thì cũng có mười mười mấy người già bị chết thôi. Còn bên Cali thì cũng 1-2 người đấy thôi. Nhưng mà dân dân mình Việt Nam mình thì nghe nói là đi mua đồ để dự trữ. Mình chả mua gì. Nói chung cái dịch lần này thì đa số là người già với lại trẻ con không đủ sức đề kháng rồi mọi người. Mà chủ yếu bây giờ mình cũng bảo vệ bản thân thôi, ăn uống phải rửa tay sạch sẽ rồi không không nên đi đến chỗ đông người á mọi người. Thì đến đến cũng không biết người từ đâu đến nữa nên là cũng hạn chế đi đến những nơi đông người. Mình thì mình chỉ đi làm rồi về nhà, không kể đi đâu nữa. Người nhìn gà trắng tinh luôn. Hôm nay chắc mình cũng không ăn hết được, chỉ ăn được 2 cái đùi. Mình cũng không thích ăn nạc, đi rang gà hay mua gà gì mình cứ đem 2 cái đùi với 2 cái gần cho đùi thôi. Đấy. Không ăn hết thì mình lại làm gỏi ăn. Chấm với 2 loại sốt mọi người. Mọi người ơi, chắc là mình không ăn hết được con gà này đâu, nó tới 2 cân rưỡi, 2 ký rưỡi rồi. Chắc là mọi người cho mình tạm dừng video tại đây nhá. Nếu mọi người thấy video của mình hay thì mọi người hãy đăng ký kênh và subscribe cho mình nhá. Bye bye, xin chào tạm biệt, hẹn video sau.